tăng cường các bãi giữ xe phục vụ cho du khách trong dịp lễ Tết, nhất là dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 sắp tới. Thành phố Vũng Tàu đã bố trí hơn chục bãi đậu xe ô tô tạm tại các khu vực có lượng ô tô lớn. Du khách chỉ cần dùng điện thoại tìm kiếm qua Google Maps hoặc quét mã QR sẽ dễ dàng tìm được chỗ đậu xe ô tô. Ngoài 22 bãi đậu xe tạm hiện hữu, thành phố Vũng Tàu còn tăng cường các bãi đậu xe tạm, tận dụng trụ sở, trường học, cơ quan, đất công tại bãi sau, bãi trước, bãi dứa. Hiện nay, Phòng Quản lý Đô thị thành phố Vũng Tàu đã cập nhật vị trí các bãi đậu xe tạm vào bản đồ Google Maps. Người dân và du khách có thể tra cứu thông tin theo đường link hoặc quét mã QR để tìm bãi đậu xe gần nhất. Địa chỉ đường link và mã QR đã được chuyển cho Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh, Trung tâm hỗ trợ khách du lịch thành phố, Phòng văn hóa thông tin, các phường xã để thông tin đến khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn nhằm hướng dẫn người dân và du khách tìm bãi đậu ô tô. Các bãi đậu xe ô tô tạm có thu phí đều gần, dễ tiếp cận với khu vực có điểm đi xe điện, thuê xe đạp nên rất thuận tiện cho người dân du khách.